Xin chào các bạn nha, các bạn đã quay trở lại với video nhất của mình. Ngày hôm nay các bạn có thể theo dõi trên màn hình ở đây một mẫu xe huyền thoại luôn, mẫu xe Honda Airblade đời đầu của Việt Nam chúng ta năm 2009, nguyên zin 100% các bạn nhé. Và đây là cái mẫu xe được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, lại càng giá trị hơn các bạn nhé. Và cái mẫu xe này mình quay trực tiếp tại đại lý Honda Giáp Bình Dương, và đại lý chuyên có các cái dòng xe cổ khác nhau, thì mình sẽ liên tục cập nhật để những bạn nào ấy quan tâm những mẫu xe cổ, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình và tìm mua. Và hiện nay mẫu xe này có biển số là 59M232641. Các bạn nào quan tâm cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của anh Hải là 0977 862 879, sẽ được tư vấn cụ thể và chi tiết nhé. Giá bán hiện tại của mẫu xe mà các bạn đang theo dõi ở đây là 55 triệu đồng các bạn nhé, và bao gồm là bao rút hồ sơ khi các bạn mua xe, nên các bạn hoàn toàn yên tâm và các bạn có thể theo dõi được. Rất đẹp phải không các bạn, lớp chrome mạ sáng bóng ở trên phần mão đầu đèn của xe nhìn rất là đẹp luôn, còn rất là mới, nhìn rất là bóng bẩy. Đây PGM-FI đây, có logo đàng hoàng nhá, lại càng tăng thêm giá trị của xe. Còn phía dưới này vẫn còn bóng bẩy các bạn nhá, lớp sơn vẫn còn khá là tốt luôn. Với nhiều bạn ấy thì nhiều bạn để lại nhận xét cho mình thì mình lại còn khá là thích nhá, với những phiên bản cũ này, đặc biệt là phiên bản đời đầu, vì mẫu xe này khá là bền bỉ đấy, giống như các mẫu xe của Thái Lan thôi. Đây phần đèn pha phía trước các bạn có nhìn thấy rồi đúng không, nhìn nó làm có một kiểu dáng thiết kế cũng khá là lạ mắt, đẹp, bóng bẩy. Phải nói là người chủ của chiếc xe giữ chiếc xe này khá là tốt, bởi mới chỉ chạy được khoảng tầm 3.000 km thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ chi tiết luôn nhá, từng góc độ một để các bạn có thể tham khảo. Kể cả cái phần mạ chrome ở phần hai bên hông xe này cũng rất là đẹp luôn, logo Honda luôn. Đấy các bạn có thể theo dõi nhá, cận cảnh chi tiết luôn. Các bạn nào quan tâm cứ liên hệ theo số điện thoại mình sẽ để phần mô tả của video này. Phần rè vẫn còn chắc chắn này, đặc biệt là cái phần hệ thống phanh phuộc cũng như là vành xe còn rất là mới, đặc biệt là phanh ở đây. Vì đi được khoảng tầm 3.000 km lên cái phần mà cái má phanh ăn vào ấy, các bạn nhìn thấy được không? Vẫn còn rất là bóng, đẹp. Phải nói là còn rất là mới luôn. Các bạn nào quan tâm nhá, liên hệ, vì giá hiện tại của chiếc xe này vào khoảng tầm 55 triệu. Hệ thống phanh Nissin vẫn còn mới này, lớp mạ vẫn còn ok nhá, chưa bị xước một chút nào luôn. Để các bạn có thể tham khảo. Kể cả hệ thống vành lốp của xe vẫn còn khá là mới. Và hiện nay thì tại đại lý Honda Giáp Bình Dương ấy, còn rất nhiều các cái mẫu xe cổ khác nhau, còn rất là mới và rất là còn, nói chung là phải còn nguyên zin. Mình sẽ liên tục giới thiệu để gửi đến các bạn cùng tham khảo thêm. Đây phía bên này của xe các bạn có thể theo dõi ở đây, hệ thống phuộc vẫn còn chắc chắn các bạn nhé, bóng bẩy luôn. Kể cả cái phần mạ chrome bên này cũng còn rất là mới, sáng ảnh logo Honda. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết đấy, mình quay khá là chi tiết rồi, anh em nào quan tâm cứ liên hệ thôi. Số điện thoại là 0977 nhá, 862 879. Đây rồi, kể cả cái phần hốc để đồ phía trước này nhá, vẫn còn rất là đẹp này, chưa bị lấp bị xước gì cả, hệ thống để đồ vẫn còn rất là ok. Phải nói một điều là người chủ chiếc xe trước giữ rất là tốt, và mẫu xe này lại càng nâng lên giá trị của xe hơn nhiều hơn. Chắc chắn mình nghĩ sẽ rất nhiều bạn quan tâm tới mẫu xe này, bởi rất nhiều bạn cũng muốn sở hữu cho mình những cái mẫu xe đời đầu này của Honda Airblade với một kiểu thiết kế rất là mới, logo PGM-FI đây. Các bạn có thể theo dõi những cái phần được tạo giả carbon ấy vẫn còn khá là ok, chưa bị xước một chút nào luôn. Hệ thống máy móc vẫn còn rất là bền bỉ các bạn nhé. Mình có thể nói khá là chi tiết rồi đấy, tại vì mình không phải nói quá đâu, nhưng các bạn nào đến trực tiếp tận nơi nhìn sẽ thấy rất là ok, tại vì cái lớp sơn ấy của xe vẫn còn bóng bẩy, được phủ lên một lớp ni lông rất là ok. Đây logo Honda Airblade đây, rất đẹp luôn. Phần phía sau của xe với một thiết kế cũng được ok, mình nghĩ đánh giá khá là cao, vuốt nhọn lên cao, rất là thể thao phong cách. 55 triệu nha, các bạn có thể thấy rõ rồi, biển số 59. Đấy các bạn có thể theo dõi cận cảnh và tìm mua cho mình nhé. Hiện nay thì mẫu xe này như mình đã nói rồi, mình quay trực tiếp tại đại lý Honda Giáp Bình Dương, một đại lý có rất nhiều các mẫu xe cổ khác nhau. Đây còn hệ thống các cái hệ thống lọc gió các thứ rất là ok luôn, ống xả còn rất là mới. Đấy các bạn có thể quay, mình quay khá là chi tiết đấy, cận cảnh rồi. Mình sẽ liên tục cập nhật nhé, những cái dòng xe khác nữa. Các bạn có thể nhìn thấy những con ốc đúng không? Những con ốc mà của xe mới thì bao giờ người ta cũng trang bị những cái vệt sơn vàng, nên còn rất là mới. Nếu các bạn đi lâu rồi, cái phần sơn đó nó sẽ bị mất đi. Đây, hệ thống đường điện bên trong còn rất là ok, chưa bị đứt, chưa bị làm sao cả. Đấy, mình có thể quay rất là cận cảnh chi tiết rồi. Hệ thống giảm sóc sau cũng rất là ok này, đặc biệt là hệ thống cái chắn bùn ấy còn khá là mới luôn. Hệ thống bô cũng như vậy. Có thể nói là
một mẫu xe đáng để quan tâm đấy. Nếu bạn nào quan tâm tới những cái dòng xe đời cổ này của Honda Blade ấy, thì các bạn nên lưu ý và quan tâm thông qua video của mình. Rất mới đúng không? Mẫu xe này được mạ khá nhiều, được lắp khá nhiều những cái dải chrome này, nhìn rất là đẹp luôn. Logo Blade làm cách điệu cũng khá là ok, nhìn được bạn ạ. Các bạn cứ quan tâm đi, theo dõi đi. Còn rất nhiều những cái mẫu xe cổ khác nữa, còn đẹp hơn, còn bóng bẩy hơn rất là nhiều các bạn nhé. Và hiện nay mình quay trực tiếp tại đại lý Honda Giáp Bình Dương, để cả hệ thống mà cần này, cần đạp phía sau vẫn còn nữa các bạn nhé. Chưa sức một tí nào luôn. Hệ thống máy của Honda rất là ok. Đấy các bạn có thể theo dõi nhé. Người chủ giữ rất là tốt luôn. Giá bán 55 triệu này, các bạn sẽ được bao rút hồ sơ khi các bạn mua xe. Và hiện nay thì mẫu xe này ấy mới chỉ sử dụng khoảng tầm 3.000 km thôi, tức là hơn 10 năm sử dụng vẫn còn rất là mới các bạn nhé. Rất là mới luôn, kể cả hệ thống lốp ở đây không phải làm lại các bạn nhé, nguyên zin 100% luôn, từ từng con ốc một luôn. Đây các bạn có thể theo dõi đây. Phải nói là bộ sưu tập này của Honda Giáp Bình Dương phải nói khá là tốt đấy. Rất nhiều các cái mẫu xe cổ còn giá trị, còn nguyên zin 100%. Hai bên là hai cái hốc để đồ đây, các bạn có thể theo dõi. Đây mình sẽ xem và quay cận cảnh chi tiết những cái nội dung khác nữa để các bạn có thể tham khảo thêm này. Yên vẫn còn đẹp nha các bạn nha. Yên còn đẹp nguyên luôn. Phải nói là giữ rất là tốt luôn đấy. Kể cả cái phần tay dắt luôn. Cốp thì khá là rộng. Các bạn nào đã quan tâm đến dòng xe Honda Blade các bạn biết rồi, vì bình xăng để ra phía trước nên cốp rất là rộng luôn. Đây hệ số khung máy đây của xe. Phải nói là cái độ zin của xe này phải đến 99%. 99% luôn các bạn nha. Rất đẹp luôn, hệ thống để rất là rộng rãi, các bạn để thoải mái đồ. Cốp vẫn còn sạch sẽ, bóng bẩy đẹp, sổ bảo hành còn nguyên các bạn nhé. Sổ bảo hành còn nguyên luôn. Tuy là 10 năm là hết bảo hành rồi nhưng còn nguyên luôn các bạn nhé. Trước đây là bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km, bây giờ Honda đã có chế độ bảo hành mới rồi. Là 3 năm hoặc 30.000 km, tùy theo kiện điện nào đến trước các bạn nhé. Đây, hệ thống cốp xe từ những cái vị trí dán, tem, ra tiếp các thứ vẫn còn đầy đủ nguyên luôn. Yên xe vẫn còn đẹp. Nó là rất là bóng bẩy, đáng để mua đấy. Rồi mình sẽ quay phần mặt đồng hồ để các bạn có thể xem thêm. Cái mặt đồng hồ của phiên bản Honda Blade đời 2019 này ấy, nó chia thành rất nhiều khuôn khác nhau. Đấy, giá 55 triệu nhá, mới chạy được 3.000, cụ thể chính xác là 3.262 km các bạn nhá. Có vòng đồng hồ chỉ tốc độ này, vòng đồng hồ báo xăng này, các cái đèn báo PGM-FI, đèn pha, nhiệt độ, nước vân vân, hai đèn xi nhan hai bên. Các nút chức năng vẫn tương tự như vậy nhé, đầy đủ. Có thể là nói là ok đấy cho một mẫu xe này. Đây các bạn có thể nhìn cận cảnh chi tiết, kể cả cái phần mão đầu đèn nó làm khá là cao lên. Đây nếu mà để mà nói, nếu mà các bạn đi xe này lâu lắm rồi thì cái phần ổ chìa khóa này sẽ bị xước rất là nhiều. Nhưng hiện nay ổ chìa khóa vẫn còn rất là bóng bẩy và đẹp. Vẫn có tích hợp nút mở yên nhá, luôn, rất là đầy đủ luôn các bạn nhá. Còn nguyên, như mình đã nói rồi, phải nguyên zin đến 99% cho một chiếc xe Honda Blade đời đầu 2019, được trang bị hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Đây các bạn có thể nhìn quay một vòng xung quanh để các bạn có thể theo dõi lại một lần nữa, xem có đáng mua hay không các bạn nha. Phần đèn pha phía trước thì vẫn là bóng halogen thôi, chưa phải bóng đèn LED. Tuy nhiên ấy, vẫn đủ đảm bảo các yếu tố an toàn khi trời sáng. Mình nghĩ đây rất nhiều bạn, rất nhiều anh em đang theo dõi cái mẫu xe này, vì rất nhiều bạn để ý mà quan tâm tại sao cái giá trị của mẫu xe này tăng lên như vậy. Bởi cái giá trị của nó ấy, nó tiềm tàng từ năm 2009 đến giờ rồi. Rất ok các bạn nhé. Trên đây thì mình cũng đã gửi đến các bạn những cái thông tin chính xác nhất, chi tiết nhất về cái mẫu xe Honda Blade Việt Nam nhá, đàng hoàng luôn, không phải Thái hay tiếc gì cả. Việt Nam đàng hoàng, đời 2009, nguyên zin, giá bán hiện tại là 55 triệu đồng tại Bình Dương các bạn nhé. Hay là cái đại lý Honda Giáp Bình Dương ở đây, chuyên các dòng xe máy cổ, các bạn có thể theo dõi. Và hiện nay thì mẫu xe này khi các bạn mua sẽ được bao rút hồ sơ khi các bạn mua xe. Và địa chỉ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0977 862 879, sẽ được anh Hải tư vấn cụ thể và chi tiết để các bạn có thể tham khảo. Mình có thể nói đến các bạn, giới thiệu đến các bạn rất nhiều các video về các dòng xe cổ tiếp theo thông qua các video tiếp theo các bạn nhé. Các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay, các bạn nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Và đây là kênh Giá Xe Máy Vlog, cũng là một kênh top 5 nha các bạn nhé. Trên nền cơ sở kênh top 5 là một kênh khác của mình. Mình sẽ chuyên cùng cập nhật cho bạn những cái giá bán mới nhất của dòng xe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.